Bây giờ mới kỳ đó, tới trước khi mới về mới test lại lần nữa mới mới về. Ừ. Trong khi đó bà chị giao mấy đơn bà dưới nhà á, sờ lại cho ba mẹ đó. sờ lại cho ba mẹ đó. Anh đi tuần sau mới nghỉ cái máy lắm. Có đi chắc nghỉ đi chơi nên dễ mà. Nghỉ nhờ ngủ trong bữa cho đó. Về quê chồng á hả? Chồng có chi đâu, trắng ồn. Bà thì cũng có ở đó. Mình đâu có thân thiết với ai đó đâu đi. Mình đâu ở đó đâu mà thân. Nhưng mà phía phía nội phía ngoại của chồng còn chứ. Còn mà mọi người mất cũng nhiều con mà đều dưới thân á. Tại vì mình đâu có ở đó đâu. Mình vô thì chào hỏi gì gặp nhau chào rồi xong. Còn người mong thân thân anh em mà hợp hợp thì lâu lâu nhau bữa vô gặp hẹn hai ba người nhau biết không. Về quê mình chơi vui. Về về là về mình, nó về hai vợ chồng. Hai vợ chồng chứ. Không biết ông có nghỉ được không, còn không được thì ra về. Chị đi xe máy mình đó hả? Không, đi xe xe dịch vụ á. À, tính nó đi xe mình. Xe vụ chị đi chứ. Do bởi những người làm bên kia không có nhớ mấy buổi. Đi làm nửa tháng vậy. Mình bên hai cái chân rồi là cái camera nó thấp xuống là dễ hoài hơn. Còn đứng con khồn với cổ thôi. Hãy coi lên lên kia cái mặt nó qua không được. Kêu cái lên lên mặt qua không được. Hình chị thấy Thủy lên xuống nữa. Hai đứa nó một đứa. Ừ, chắc đợi em á. Nên nó hàng xóm dần dần nó mới qua. Lỡ bà khách hồi nãy chắc đợi chị Loan chứ đúng không? Không đợi rồi. Chị Loan lồn nữa rồi. Dạ, do luôn. Do cái khúc dưới bà lần đó em thấy bà chầu chị Loan. Cái em tưởng đó là bà đợi chị Loan.
Mẹ y mới sổ lắm mà. Rốt cuộc mới mua túi sách nó bao nhiêu giờ biết không? Thịt nè, lần đầu là hỏi bao nhiêu yên? 2,5 triệu. Đừng có hủ gió bỏ bánh rớt. Nè, lần đầu là 2,5 triệu. Xong cái sau này cái bùi đợi do dữ bạn kêu chi đâu đợi do thì toàn cho nửa rồi còn nửa chị góp vô cho máy. Cái kêu sướng vậy. Mới sợ mình chạc đó. Cái sao cái mình chạc mới kêu dẫn chứ 1,2 triệu à. Mới kêu 1,2 triệu à, 1,5 triệu mà giỏm 300 còn 1,2 triệu à. Thì tốn 2 máy đó chứ. Cái mới kêu lấy nó giống cái hỏng có túi sách của chị đó. Mà trang kia đó có túi sách của mẹ mua biết bao nhiêu không? Mới kêu bả tấm trang chi đó. Mà em kêu ủa chứ nghĩ sao có ba lô nó giống với cái hỏng túi sách mà ba lô bự đùng á mà 1,2 triệu à. Mà cái túi sách trang kia đó 700.000 rồi. Nghĩ sao gì? Kêu bà dụ ê gì? Cái mới cười. Đừng có hủ gió. Xong cái hỏi là kêu 1 triệu. Triệu, 1,2 triệu. Xong cái hồi bữa cho cái cho vô hòn á. Kèm với hỏi ông kêu, ủa anh cái túi ra bao nhiêu vậy? Ông kêu 2 triệu. Đó, bà mua có đâu dài mà bà sợ sướng mà đó, yên ly nữa. Bà mua có túi sách gì đó, 200 cũng sợ chập. Tổng cho tỷ miết mà. Đó phải nhìn qua biết liền. Ừ, thì nó. Ừ, điện thoại rồi đó kì á. Trung toàn cho. Trước sau thì cũng là tiền của yên. Không tiền theo hành ấy, còn nữa biết rồi trước sau thì còn vợ chồng để mà cũng cho nữa. Rồi nhiều đứa quen đâu có cho gì đâu đi vậy. Ừ. Không có là chuyện cho mày. Có một cái nhìn là nó ngủ cho nhiều. Tiền đó em. Mẹ kỹ lắm mày yên á. Không kín lắm không biết được đâu. Chứ nghĩ xô rồi mấy kêu ông Toàn đi. Mấy kêu ông Toàn đi về tỷ dư cũng được 1 tỷ chứ yên. Mấy kêu nghĩ xô ly lòm chi có 1 tỷ. Mấy kêu về tram chứ kêu về tram. Đi máy nam mà dư về tram chứ thôi ở Việt Nam lòm chứ đi chi. Nhưng tưởng đâu dư tiền tỷ thì đi nước ngoài được chứ. Mấy kêu về tram. Nói thôi với mình cũng đủ biết chứ. Kể năm ba bốn tram rồi. Chứ nghĩ xô mà dư về tram với ở Việt Nam trái rồi đâu. Sao gia đình lòm chi. Nói chung là nam là được 3 tram rồi. Ổn á. Trong mà quen yên mới quen toàn nó sướng lắm mẹ yên là cái số mẹ sướng. Không người này cho cũng người kia cho à. Mới kỹ vậy thôi số 1 luôn. Đố không biết được. Mình nói mấy đâu chị. Mấy kiến mấy đâu chị. Cái em chạc mà em cái tàu đó, cái tàu nó lố á, cho nên cái túi sách nó bị hư với nó trái vậy lại đó. Dù nó không thiệt. Nè. Hôm bữa nó bị trài, bị tráo quá sao đó. Trở gì rồi. Nó ràng. Mấy cự với nó ràng, vô nó ràng. Dù có tàu nó lố á, tàu nó không thiệt. Cái này không? Được chứ. Mình tốn cái này.